quy trình gian lận nâng điểm thi ở Hà Giang. Giải cứu chim cắt lưng xám mắc kẹt trên đường dây điện. Đập vỡ chai bia làm hung khí đâm chết người tại quán ăn. Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, khống chế nhóm người có hung khí. Câu chuyện độc đáo hôm nay, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng vườn kinh bằng đá độc nhất vô nhị tại tỉnh Vĩnh Long. Kính chào quý khán giả của bản tin 18 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay, thứ tư ngày 18 tháng 7 năm 2018. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước, và tôi là Quang Quý của bản tin 18 giờ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị đến với những tin tức mà bản tin 18 giờ vừa cập nhật. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay, bão số 3, bão Sơn Tinh sẽ đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Thanh Hóa và phía bắc tỉnh Nghệ An, mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Qua theo dõi cơn bão, hồi 7 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão nằm ở khu vực phía tây đảo Hải Nam, cách đất liền của tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 390 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-90 km/h, giật cấp 11. Cơn bão nói trên được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh, sau đó sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Về công tác ứng phó với bão, từ chiều tối ngày 17 tháng 7, nhiều địa phương đã ban hành lệnh cấm biển, tập trung chỉ đạo ứng phó bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Kết quả 330 bài thi của 114 thí sinh được nâng điểm tại điểm thi Hà Giang đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ và lo lắng về vấn đề bảo mật trong quá trình chấm thi. Được xác định là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã sửa bài thi chỉ đạt 1 điểm nhưng được nâng lên thành 9,5 điểm, thậm chí có bài nâng lên thành 9,75 điểm. Ông Lương được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang giao sử dụng và thao tác trực tiếp trên máy tính quét trắc nghiệm. Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án vào ngày 27 tháng 6, ông Lương tải đáp án về lưu trong máy dưới dạng file Excel. Tiếp đến, ông Lương lấy kết quả đã xử lý từ đáp án của Bộ Giáo dục chuẩn bị trước để dán đè lên đáp án của thí sinh. Công an phát hiện có nhiều tin nhắn gửi số báo danh tới điện thoại của ông Lương để sửa điểm. Công an xác định, chỉ trong 2 giờ đồng hồ, ông Lương đã mở khóa, rút bài thi ở các túi, xử lý xong theo đáp án đã lưu. Mỗi bài thi, ông Lương chỉ mất 6 giây xử lý, và việc này chưa phát hiện có người đồng phạm. Ngày 17 tháng 7, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý điểm thi bất thường ở Hà Giang, đồng thời chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đến sáng nay ngày 18 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào tối ngày 16 tháng 7, có 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến sáng nay, 2 trong số 3 nạn nhân này được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài ra, còn có 4 nạn nhân khác đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Vạn Ninh. Trước đó, tại km 1401+500, quốc lộ 1, thuộc xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xe khách do tài xế Võ Văn Lâm, 42 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên điều khiển đã cho lùi xe từ quán cơm Tân Tiến ra quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình đến thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi xe khách lùi xe, một xe khách khác chạy hướng Bắc Nam đã tông mạnh vào đuôi chiếc xe đang lùi, làm phụ xe văng ra đường và một hành khách văng xuống đường. Cùng lúc này, một xe khách khác cũng chạy theo hướng Bắc Nam đã tông vào các xe bị tai nạn nói trên. Vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ và một hành khách tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhân viên điện lực cùng Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã giải cứu thành công một con chim cắt mắc kẹt trên đường dây điện 110 kV tại đường Phan Xích Long thuộc địa bàn quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ người dân, chim cắt đã mắc kẹt trên dây điện được 3 ngày nhưng vẫn còn sống nên đã phản ánh lên cơ quan chức năng nhờ giải cứu. Sau đó, nhân viên điện lực điều xe chuyên dụng tới tiếp cận, sau hơn 20 phút thì chim cắt được giải cứu. Chi cục Kiểm lâm nhận định đây là chim cắt lân xám rất khó gặp ở Việt Nam. Sau khi giải cứu, chim sẽ được đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc nuôi dưỡng. Theo tài liệu khoa học, chim cắt lân xám có tên khoa học là Phanco columbarius. Đây là loài chim quý hiếm thuộc loài chim ưng ở Bắc Bán Cầu. Thưa quý vị, hoa cúc là một trong những cây trồng chủ lực ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng hiện tại, loài hoa này đang gặp phải một loại virus gây bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị. Phường 12 và phường 5 thành phố Đà Lạt được xác định là hai nơi có diện tích hoa cúc nhiễm virus nặng nhất. Vốn đầu tư của người nông dân là khoảng 40 đến 50 triệu cho 1.000 mét vuông cho một vùng, trong một năm thì đã trồng được 3 vùng. Nhưng mà với cái dịch bệnh này có những vườn
là người ta bị thiệt hại đến 80-90%, có vườn đến 100% phải nhổ bỏ hoàn toàn. 4 sào hoa cúc này của gia đình bà Trần Thị Thanh Hải, phường 12, thành phố Đà Lạt, đang trong giai đoạn ra hoa nhưng có đến gần 80% diện tích bị nhiễm virus. Nói chung là trắng vốn luôn á chứ, 70-80% thì đâu có thu được cái gì đâu. Lỗ hết, toàn bộ lỗ hết, bỏ vốn ra lỗ đâu thôi được. Ngoài cá miếng thì còn ít thì thu lại được từng giống thôi. Còn lại là phân thuốc, các loại vật tư khác là lỗ. Theo ước tính, diện tích hoa cúc nhiễm virus đã lên đến hàng trăm hecta. Riêng phường 12, thủ phủ hoa Đà Lạt, diện tích hoa bị nhiễm bệnh khoảng 250 hecta. Theo phân tích của các nhà chuyên môn, loại virus này không phải xuất phát từ Việt Nam mà từ một số nước trên thế giới. Do vậy, phân tích nguy cơ dịch hại là một trong những yêu cầu cấp thiết để có thể hạn chế được dịch hại lây lan. Chiều qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tuấn, sinh năm 1991, trú tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, đêm ngày 16 tháng 7, Tuấn chở bạn gái vào một quán ăn thuộc phường Mỹ Hòa. Trong quán lúc này có Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1988, ngụ thành phố Long Xuyên, đang ngồi cùng Hồ Hoàng Phúc, sinh năm 1999, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Phúc và Phong nói chuyện lớn tiếng, nghĩ là hai thanh niên kiếm chuyện với mình. Tuấn bước đến bàn của Phong và Phúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Tuấn lấy hai vỏ chai bia đập vào nhau cho vỡ, rồi đâm trúng cổ Phong khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn chở bạn gái rời khỏi hiện trường, rồi cùng thuê xe bỏ trốn xuống thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 17 tháng 7, Tuấn đến công an phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 17 tháng 7, lực lượng cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên, khống chế một nhóm người có hung khí trước một khách sạn trên đường Quang Trung thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vào khoảng 16 giờ chiều, nhiều trinh sát hình sự đã bao vây nhóm người tại quận Gò Vấp. Khi cảnh sát ập vào khống chế thì bị nhóm người này cầm hung khí cố thủ, sau đó thoát chạy. Cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên, tiến hành truy đuổi và khống chế được hai đối tượng đưa về trụ sở. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường cũng như lấy lời khai của những người liên quan. Một nguồn tin cho biết các đối tượng bị trinh sát thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh khống chế trên được cho là có nghi vấn liên quan đến một vụ phạm pháp hình sự ở quận Bình Thạnh. Khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 7, cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã đột kích bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại điểm rửa xe ô tô đã ngưng hoạt động ở xã Vĩnh Hòa Hiệp. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 24 người, một bộ tài xỉu, gần 200 triệu đồng, 20 xe máy và nhiều tang vật có liên quan khác dùng cho đánh bạc. Tại chiếu bạc này, mỗi ngày quy tụ hàng chục người đủ mọi lứa tuổi ở huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá đến sát phạt nhau bằng hình thức chơi lắc tài xỉu ăn tiền. Mỗi ván bạc từ vài chục đến hàng triệu đồng gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 17 tháng 7, tại xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ cha dùng rựa chém chết con ruột mới 8 tuổi. Trước đó 2 năm, người cha này cũng sát hại người con ruột, thời điểm đó cũng 8 tuổi. Ông Đinh Văn Theo, 40 tuổi, là cha ruột của cháu Đinh Văn Tùng, 8 tuổi. Khi ông Theo đi phát rẫy về, thấy Tùng đang chơi với hai đứa cháu, ông Theo đuổi theo con ruột, dùng rựa chém hai nhát vào đầu, làm cháu Tùng chết tại chỗ. Trước đó vào năm 2016, sau khi uống rượu về nhà, ông Theo cầm rựa đuổi chém vợ con. Người vợ và các con thoát được. Riêng cháu Đinh Văn Thinh, sinh năm 2008, thời điểm đó 8 tuổi, đang nằm ngủ bị ông Theo dùng rựa chém nhiều nhát, làm cháu Thinh chết tại chỗ. Cơ quan chức năng xác định ông Đinh Văn Theo bị tâm thần và đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Sau nhiều tháng điều trị, ông Theo hết bệnh được trả về lại sống với gia đình. Trưa ngày 17 tháng 7, Thượng tá Trương Văn Sáu, trưởng phòng cảnh sát hình sự BC45 Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự 7 người để làm rõ nghi vấn cho vay nặng lãi. Theo đó, BC45 phối hợp công an thành phố Mỹ Tho kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại khu phố Mỹ Thành Hưng, phường 6, thành phố Mỹ Tho, thì phát hiện 7 người có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 7 xe máy, 6 gậy bóng chày, 1 gậy ba khúc, 42 quyển sổ ghi nợ, 180 hồ sơ vay và nhiều tài liệu nghi vấn có liên quan đến hoạt động cho vay. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ các tang vật, đồng thời mời các đối tượng về công an thành phố Mỹ Tho làm việc. Vụ việc đang được BC45 tiếp tục điều tra mở rộng. Sáng nay, cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa khởi tố 6 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng mua bán 9 khẩu súng quân dụng.
6 đối tượng gồm Nguyễn Minh Chiến 32 tuổi, Nguyễn Vĩnh Đủ 33 tuổi cùng ngụ huyện Rồng Bông, Võ Trần Duy 39 tuổi, Nguyễn Thành Học 29 tuổi, Hoàng Nhật Trường 21 tuổi cùng ngụ thành phố Buôn Ma Thuột và Nguyễn Đức Long 21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình. Trước đó Chiến tàn trữ 9 khẩu súng quân dụng, 2 khẩu CZ-75, 2 khẩu CZ-83, 2 khẩu K-59, 2 khẩu K-54, 1 khẩu súng rulo và gần 700 viên đạn. Tuy nhiên do thua cá độ bóng đá và nợ nần bài bạc nên Chiến đã bán 8 khẩu súng và trên 500 viên đạn cho Duy với tổng số tiền 230 triệu đồng. Thông qua Đủ, Học và Trường, Chiến đã bán cho Long 1 khẩu súng và 100 viên đạn còn lại với giá 25 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã truy thu 9 khẩu súng, hơn 600 viên đạn và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Nằm bên bờ sông Hậu, Phước Hậu cổ tự có niên đại hơn 250 năm. Ngoài danh hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia, gần đây, Phước Hậu cổ tự còn thu hút nhiều khách du lịch gần xa về chiêm ngưỡng một vườn kinh được khắc trên những phiến đá. Từ những phiến đá vô tri vô giác, trụ trì chùa Phước Hậu thuộc xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã thiết kế công trình vô cùng độc đáo mà ai một lần ghé thăm cũng đều kinh ngạc. Ở nước Việt Nam thì mình chưa có vườn kinh là bằng đá như thế này. Như thứ hai, cái ý nghĩa nó vô cùng to lớn. Tại vì cái vườn kinh Pháp Cú này, ngoài cái ý nghĩa về tham quan, khi mà du khách đến đây đặt chân vào đây thì có một cái cảm giác thật là an lành, an lạc. Vườn có tổng số 423 bài kinh khắc trên 213 phiến đá hai mặt. Đặc biệt, có khu vực bố trí theo hình đất nước Việt Nam, có 31 bài kinh khắc trên đá hai mặt, dịch theo thể thơ Lục Bát, trong đó thể hiện rõ nét đặc trưng của ba miền. Miền Nam thì có phiến đá khắc hình tổ đình chùa Phước Hậu, miền Trung có phiến đá khắc hình chùa Thiên Mụ, miền Bắc là hình chùa Đông trên núi Yên Tử. Sau khi đã tham quan tất cả các cái di tích ở đây, và ở đây có một cái điều rất là đặc biệt là chúng tôi được chiêm ngưỡng những cái câu kinh, những cái lời kệ được khắc trên đá, mà chúng tôi thấy đây là một cái rất là ý nghĩa. Ngoài ra, một số phiến đá còn khắc thêm tiếng Anh kế bên tiếng Việt để khách du lịch nước ngoài hiểu được, hình dung ra được khi đến đây tham quan. Đến với chùa Phước Hậu, nhiều du khách như đi lạc vào thế giới mang đậm giá trị đạo đức và nhân cách sống, hướng con người đến một cuộc sống hạnh phúc. Và đối với những người đam mê nghệ thuật thì đây là nơi thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật từ đá ngay giữa vùng sông nước Cửu Long. Thật là những hình ảnh độc đáo đúng không thưa quý vị? Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin 18 giờ do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty Nam Thành Media thực hiện, nguồn tin do báo Tuổi Trẻ cung cấp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai được phát vào lúc 18 giờ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt.